Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 6 tháng 12 năm 2021 về việc học sinh lớp 12 ở Hà Nội đi học lại sau nửa năm học trực tuyến. Từ sáng 6 tháng 12, học sinh lớp 12 của các trường thuộc khu vực dịch cấp độ 1 và cấp độ 2 trên địa bàn Hà Nội đã được quay lại học trực tiếp. Học sinh lớp 12 tại 30 quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã quay trở lại trường học trực tiếp sau 7 tháng phải học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đã thông báo điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh như sau. Các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn các xã, phường, thị trấn của 30 quận huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 cho phép học sinh lớp 12 trở lại trường học trực tiếp từ ngày 6 tháng 12. Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại văn bản này, việc tổ chức dạy học sẽ theo phương án 50% số lớp 12 học trực tiếp vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu, các ngày còn lại học trực tuyến, 50% số lớp 12 còn lại học trực tiếp vào các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy, các ngày còn lại học trực tuyến. Cô Nguyễn Bội Quỳnh, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Việt Đức, chia sẻ việc học tại trường sẽ hiệu quả hơn khi giáo viên tương tác trực tiếp với học sinh, nắm rõ tình hình kiến thức của từng bạn. Đối với các trường hợp phụ huynh không đồng ý cho con đến trường sẽ được ghép với các lớp học trực tuyến. Trong ngày đầu tiên đi học trở lại, các trường trung học phổ thông đã có các công tác chuẩn bị tốt nhất để đón học sinh quay lại trường học. Ngay từ cổng vào, các trường đã bố trí nhân viên y tế, bảo vệ cũng như các thầy cô giáo trực ở cổng thực hiện công tác kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn cho học sinh. Nhà trường đã bố trí làm hai làn đi vào với máy đo thân nhiệt và xịt khuẩn tự động. Trường trung học phổ thông Việt Đức đã tổ chức cho học sinh khối lớp 12 quay trở lại trường và điều chỉnh việc tổ chức các lớp học theo những phương án mới. Các học sinh trước khi vào trường đều phải đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn để đảm bảo quy định về giãn cách. Nhà trường không tổ chức lễ chào cờ tập trung toàn trường mà thực hiện trong phạm vi từng lớp học để vừa đảm bảo an toàn trong mùa dịch. Giáo viên tại các lớp sẽ phổ biến các quy định về phòng chống dịch trong trường cho học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý chỉ bố trí cho học sinh học một buổi trên một ngày. Các quy định về việc tổ chức dạy học và phòng chống dịch bệnh tiếp tục thực hiện theo văn bản đã ban hành trước đó. Tại mỗi phòng học đều được ngồi giãn cách, học sinh phải luôn đeo khẩu trang trong giờ học và các học sinh đều được khuyến khích tiêm vaccine để đảm bảo an toàn. Em Nguyễn Ngọc Vi, lớp 12A5 chia sẻ cảm thấy rất vui mừng khi được đi học trở lại và việc này rất quan trọng đối với các học sinh lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông như em. Vì học trực tiếp sẽ giúp việc tiếp thu bài dễ dàng hơn. Tại trường trung học phổ thông Phan Đình Phùng, đa phần các học sinh cũng đã trở lại trường. Nhà trường chia khối lớp 12 ra làm 2 phần, một phần học vào thứ 2, 4, 6, phần còn lại học vào 3, 5, 7. Đối với học sinh thuộc diện F0, F1 và F2 hoặc trong vùng phong tỏa vẫn có thể học online tại nhà thì nhà trường đã bố trí camera để các em tham gia lớp học. Cô Nguyễn Thị Nhâm Huyền, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Phan Đình Phùng cho biết để chuẩn bị đón học sinh khối lớp 12 tới trường được an toàn, nhà trường đã tổ chức dọn dẹp, phun khử khuẩn vệ sinh lớp học. Trường học thầy và trò trường trung học phổ thông Trần Phú, quận Hoàn Kiếm thực hiện nghi thức chào cờ. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch Covid-19 theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế. Mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19. Kênh thông tin News 24/7 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi. Hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.